Tòa phúc thẩm bác yêu cầu tại ngoại ông Hong Suk Hoa. Tòa phúc thẩm tại Nam Vang ngày 2 tháng 9 đã bác yêu cầu tại ngoại cho ông Hong Suk Hoa, thượng nghị sĩ của đảng cứu nguy nhân tộc Campuchia CNRP đối lập Ông Hong Sức bị bắt giữ vào hôm 15 tháng 8 và sau đó đã bị tòa án Nam Vàng cáo buộc 3 tội hình sự, gồm giả mạo các tài liệu công, sử dụng tài liệu giả và gây rối an ninh trật tự xã hội bằng cách đưa Hiệp ước Biên giới ký với Việt Nam vào năm 1979 lên mạng xã hội Facebook với những đoạn ngụy tạo như hai bên sẽ ký Hiệp ước xóa bỏ biên giới giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gọi hành động của ông Hong Sức là phản quốc. Trước khi bị bắt, Ông Hồng Sốc Hòa là chủ nhiệm của Ủy ban điều tra và chống tham nhũng của Thượng viện Campuchia. Ông Hồng Sốc Hòa được coi là một trong những cộng sự thân cận của Chủ tịch Đảng CNOP, ông Sam Rainsy và là một trong những người tham gia tích cực trong chiến dịch vu cáo Việt Nam xâm lấn biên giới Campuchia, đòi chính phủ nước này minh bạch trong vấn đề phân giới trên bộ với Việt Nam.